Nghệ sĩ Vũ Linh mắc bệnh nặng ở tuổi U70, có cả khối u lớn phải nghỉ ca hát. Vũ Linh được xem là ông hoàng cải lương hồ quản. Trong suốt sự nghiệp, nam nghệ sĩ đã cống hiến cho nền sân khấu cải lương nhiều vở tuồng huyền thoại. Trước đó, giọng ca sinh năm 1958 mắc bệnh, phải bỏ hát nhiều năm liền. Đến hiện tại, sức khỏe của Vũ Linh cũng không được tốt hơn là bao. Cách đây không lâu, nghệ sĩ Tú Thoại Mỹ đã đăng tải trên trang cá nhân cùng loạt nghệ sĩ đến thăm danh ca Vũ Linh. Nữ nghệ sĩ cho biết sau khi biết tin Vũ Linh đang mang bạo bệnh, ca sĩ Lệ Thủy cùng anh em nghệ sĩ đã tức tốc đến thăm. Nghệ sĩ Tú Thoại Mỹ xót xa viết: "Thương chị Lệ Thủy quá, chị mới từ Úc về Việt Nam, nghe tin anh Linh bị bệnh, chị biểu phải đưa chị đi thăm anh liền. Thế là mấy chị em xông vào nhà để thăm anh mình. Xót xa quá, anh đang đau rất mệt, nhưng chị Lệ Thủy, chị Thoại Miêu, anh Hoàng Song Việt, Mỹ và Võ Minh Lâm kể chuyện xưa, chuyện đời, chuyện nghề cùng nhau trò chuyện đã khiến anh vui trở lại, nhớ những kỷ niệm và quên đi cái đau, cái mệt. Con gái Bình Tinh dù nhỏ xíu nhưng rất nhanh nhẹn, chăm sóc ba rất cẩn thận, chu đáo. Cảm ơn con nhiều lắm nhà Bình Tinh. Tình nghệ sĩ chúng em là ở chỗ này, luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Cầu nguyện cho anh Năm Vũ Linh mau hết bệnh để tiếp tục phục vụ quý khán giả. Biết bao tình thương yêu của mọi người dành cho và đang trông chờ anh. Cố gắng lên nhé tình yêu của em." Tình hình sức khỏe hiện tại của Vũ Linh cũng không được tốt. Nam ca sĩ mắc nhiều bệnh tuổi già, nhưng may mắn có con cháu bên cạnh chăm sóc. Nam nghệ sĩ 5X không có vợ con, nhưng được con nuôi và các cháu chăm sóc tận tình khi về già. Xuất hiện trong chương trình cách đây không lâu, Vũ Linh tâm sự về tình hình sức khỏe. "Thời gian qua, sức khỏe của tôi không đảm bảo nên 2-3 năm qua bác sĩ không cho diễn. Bây giờ tôi khỏe lên nhiều, tôi xúc động vì 3 năm không đi hát, với tôi là một khoảng thời gian rất dài. Tôi trở lại vì nhớ đồng nghiệp, ánh đèn sân khấu và tiếng vỗ tay của khán giả." Năm 2019, Vũ Linh mắc bạo bệnh, nam nghệ sĩ đã phải nghỉ hát để điều trị. Vừa qua, giọng ca 5X nhận hát show vì quý tình đồng nghiệp với Hồng Nga. Ngoài bệnh đường ruột, Vũ Linh còn mắc vấn đề về cột sống, không thể đứng thường xuyên. Trong ngày đến thăm người bạn cũ, nghệ sĩ Lệ Thủy cũng có mặt để động viên sức khỏe đồng nghiệp. Hơn đồng nghiệp 4 tuổi, nhưng gia đình có con cháu chăm sóc, quan tâm, nên giọng ca vàng của làng cải lương vẫn giữ được hình ảnh xinh đẹp và sức khỏe tốt. Trước đó, nữ nghệ sĩ còn được con trai đầu tư sản xuất chương trình hồi ký, kể lại những kỷ niệm vui buồn trong quá khứ. Nữ nghệ sĩ cho biết, thời điểm Huy Hoàng nhận cát-xê vài chục cây vàng. Nghệ thuật cải lương ở thời điểm hiện tại cũng không còn hưng thịnh, thế nên những vở tuồng cũng không còn phát triển. Bên cạnh đó, lớp nghệ sĩ gạo cội đã quá tuổi nhưng lại khá ít giọng ca kế nghiệp.